sau phần phỏng vấn Tấn Trường về kết quả trận giao hữu vừa rồi cũng như là chuẩn bị cho trận đấu gặp Hải Phòng sắp tới, xin mời anh chị đặt câu hỏi. Cảm giác của anh như thế nào khi mà trở lại thi đấu trong một trận đấu ngay sau một quãng nghỉ rất dài? Thì nói chung là anh em cũng rất là háo hức khi muốn quay trở lại, tại vì trong cái thời gian đầu của đầu mùa giải thì có hai trận anh em thi đấu không tốt và anh em đang cố gắng tập luyện để lấy lại những cái cảm giác mà gọi là lâu rồi mà không có chiến thắng và tìm lại những cái cảm giác thi đấu trên cái trận đấu giao hữu này. Vừa rồi các bạn cũng thấy là hiệp 1 là đội hình 2, nhưng khi mà hiệp 2 vào đội hình 1 chơi nó tương đối khởi sắc hơn, anh em phối hợp tốt hơn và khao khát cái bàn để muốn trận đấu tới quay lại để giành chiến thắng trước Hải Phòng để kiếm số điểm đầu tiên mùa giải. Anh có thể cho biết lý do vì sao cái trận đấu ngày hôm nay Quang Hải mang trong cái dự bị khá lâu mà mãi về sau mới khởi động nhưng mà không vào sân? Quang Hải là đang bị chấn thương. Quang bị chấn thương là chắc từng sau Quang Hải mới có thể quay lại tập luyện. Tại vì Quang Hải được rồi, từng rồi bị hơi giãn cái dây chằng gối nhẹ nên Quang Hải không có thi đấu trận đấu này. Với hai cầu thủ ngoại binh của mình, đặc biệt là sự trở lại của Moses ngày hôm nay thì mình cảm thấy Moses đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đã tập luyện cùng với đội 3-4 tuần nay rồi. Nói chung là anh ấy đã đang chuẩn bị rất là tốt để chuẩn bị quay lại. Giovane cũng như thế thôi, anh ấy đang rất là hoàn thiện về thể lực, về cách chơi và hòa nhập với đội rất là tốt. Ở trận này Hà Nội dùng khá hai tiền đạo đều khá là không phải những cầu thủ chuyên, thì một là Thái Quý, thứ hai là Thành Trung. Trong khi ở bên ngoài thì Bruno có vẻ như cũng đang gặp vấn đề đúng không? Bruno thì đang cũng gặp chấn thương nhẹ là vì bị hơi giãn bắp nhẹ và nên Thành Trung có thay thế vị trí của Bruno. Nhưng mà Thành Trung chơi cũng nói chung là tương đối là tốt nên cũng Duy rất là tin tưởng khi mà để Thành Trung ở trên đấy, anh đấy chơi hiểu đồng đội hơn và biết cách phối hợp hơn, là nói chung là biết cách tạo cơ hội cho đồng đội với bạn. Any question more? Với trận thắng như này thì Tấn Trường nghĩ là trận trên sân Lạch Tray mình sẽ tạo đà tâm lý tốt nhưng mà mình có kết quả không trên sân Lạch Tray không? Không, Tấn Trường không có nghĩ là thắng trận đấu này là trận đấu tới mình sẽ giành chiến thắng. Nói chung là trận đấu này là một cái bước đệm để cho anh em quen với cảm giác thi đấu và anh em hiểu hơn cái cách chơi của Quân Di đề ra dành cho trận đấu tới mình đá với Hải Phòng và anh em sẽ cố gắng làm tốt trong trận đấu gặp Hải Phòng. Anh Trường, tôi cảm ơn. Ok. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh ạ.